Trời ơi, cái này em có quay clip lại à, em dặn anh đi mua đồ cho con em dặn anh đi mua kiểu chai sữa tắm này nọ kia, xong rồi cái anh cũng mua sữa tắm này nọ kia về, xong anh đưa thêm cái hộp giày nữa chị, thì anh đưa cho em cái hộp giày tại vì em rất là thích giày sneaker, em là dân chơi giày, đôi nào ra em cũng muốn mua hết trơn á, thì em nghĩ chắc là anh tặng mình đôi giày nó cũng cũng tâm lý cũng hợp lý. Em mở ra nguyên cái điện thoại luôn chị, trời ơi, em hút sữa là sữa nó ào ào ào, hút sữa là sữa nó ào ào ào. Em nghĩ là nếu như mà em cấm bầu đứa thứ hai thì nó sẽ là Samsung, nhưng mà đẻ xong đứa thứ hai thì nó phải quay ngược lại iPhone. Đứa thứ ba thì mình sẽ là một cái nhánh mới kiểu Oppo hay là gì đó. À không không, xin lỗi, làm lại chị. Em làm lại nha. Chồng ơi, nhà mình vẫn đang ở thuê. Em đẻ đứa thứ hai em nghĩ là cần 3 phòng ngủ, thì nó sẽ rất là kiểu như là thoải mái cho cả bé đầu rồi, xong kể cả chúng ta nữa, rồi mình đón bà nội vô để chăm nữa, cho nên phải 3 phòng ngủ, 2 toilet, 102m², đường bính vân đồn. Cảm ơn anh nhiều. Tôi đang nhảy số. Tôi đang nhảy số trong đầu là bà này bà đẻ khoảng chừng có 5 bé, chắc nhà bà thành cái siêu thị điện máy hay là 5 căn nhà đó. Vậy thì mình sẽ phải nhớ ngược lại cách đây gần 3 năm. Em cảm ơn chị. Tại cái thời điểm mà mình biết tin là mình có bầu. Dạ. Rồi, thì nó như thế nào? Cái tin mà em có em bé đó, em mang thai đó là em không biết. Là tại vì em không phải là một người có kinh nguyệt đều. Nhưng mà tới lúc mà trong người mình nó kiểu như là nó kiểu bồn chồn á, giống như là có một cái động lực gì đó khiến cho em phải đi mua que thử thai, thì em mới phát hiện ra là em hai vạch. Dạ. Thì thật ra là cái lúc mà em phát hiện ra em hai vạch đó là chồng em không có ở nhà, chồng em đi công tác. Thì em có gọi cho chồng em theo kiểu trời ơi, ổng rất là vui luôn. Ổng rất là vui luôn, nhưng mà em cũng không tin lắm. Em không tin lắm vô cái cây que đó, cho nên em mua thêm. Thay vì mấy lần trước là em cắm một lần một cây, cái lần cuối cùng là em cắm lận 5 cây luôn. Cái lần cuối cùng là em cắm lận 5 cây luôn. Để cho nó có cái cảm giác là sáng tạo, cho để mà thỏa mãn được cảm giác của em đó cũng khó khăn và phức tạp vậy đó hả? Nó rất là vui luôn á chị. Nhưng mà tin chưa? Sau khi mà khoảng 3-4 lần tổng cộng gần 20 cái que thì tin chưa? Dạ tin chứ. Tin lúc đó. Tại sao mình không làm một cái động thái nó đơn giản hơn là mình tới phòng khám? Đúng rồi. Tại vì lúc đó là chồng em, thật ra là những cái lần mà em thử toàn là chồng em không có ở nhà không à. Em kêu ổng mua về rồi xong sau đó em để ra em thử một mình. Cho nên là em cảm thấy rất là vui luôn. Sau đó thì nói chung là tự sướng với cái cảm giác đó. Dạ đúng rồi, đúng rồi, chính xác. Sau khi tụi em đi khám xong thì là đúng là có em bé thiệt. Thì lúc đó mới báo tin cho ông bà. Mà đây là em bé đầu. Mà chồng em cũng mong, bố mẹ em cũng mong, bố mẹ chồng cũng mong. Cho nên cái lúc mà có thai là chồng em tặng em cái điện thoại. vậy cho hỏi cái tại sao trong rất nhiều món không tặng mà tặng cái điện thoại? Là mới ra chị, cái lúc đó là cái điện thoại đó là mới ra. Ôi mà đặng tao trời ơi đã quay về lóc sướng luôn. Dạ đúng rồi, kiểu như là cũng khoe nữa. Tự hào chồng mình nó kiểu vậy á. Lúc mà đi khám thì bác sĩ nói là thai được bao nhiêu tuần rồi? Dạ lúc mà đi khám là tầm khoảng 7-8 tuần. Mà cái lúc mà em biết tin là có em bé đó, chồng em biết á, là dẫn em đi ăn không? Ăn quá ăn luôn. Lý do là gì? Lý do là em đòi đi ăn hay là đối với ảnh chăm một người bầu là phải cứ cho ăn? Ảnh thấy em ăn cái em vui cho nên là ổng cho anh mang hoài. Chứ bình thường ăn là buồn lắm hả? Chị nhớ em thích ăn lắm chị. Em cảm thấy mỗi lần ăn nó hay sướng á. Ăn tới cái mức mà bác sĩ đi khám em á, bác sĩ nói con không được ăn nữa. Con không được ăn nữa. Là lúc đó tháng thứ mấy mà nhận cái chỉ định chấn động vậy? 3 tháng hả chị? Mới ăn có 1 tháng thôi. Tức là mới đi ăn có 1 tháng thôi. Dạ. Tại vì em thấy bạn bè em uống Elevit rồi uống tùm lum la hết. Cái em hỏi, ủa bác ơi sao con không uống? Cái bác nói là con đừng có ăn nữa, con dư quá rồi. Chẳng những con không được uống mà con còn bớt ăn. Dạ, bị dư nữa. Bác nói em dư quá rồi. Nếu như mà con mà uống nữa, em mà uống nữa là em hơi kiểu là nó mập em luôn á. Xong cái em hỏi bác là ví dụ như em ăn tô phở thì em nên ăn gì bỏ gì? Cái bác nói là em là nên bỏ, đừng có ăn bánh phở. Ăn nước với lại thịt này nọ kia thôi. Thì em cũng ok bác, nhưng mà rồi sao em cũng ăn rồi chị. Tại vì mà bầu mà. Nhưng mà rồi mình không làm theo lời của bác sĩ như vậy thì nó có cái hậu quả gì xảy ra hay không? Cái hậu quả là em tăng ký nhanh quá. Thì sau đó cũng phải giảm lại. Chứ còn không là em bé nó không tăng, em tăng không à. Lúc đó là nó sẽ chớm có những cái biểu hiện gì đó, cho nên em sợ em mới dừng lại. Dạ, tại vì thật ra là có một cái giai đoạn là em bị động thai. Đó. Nhưng mà không phải là em động thai do em ăn nhiều quá, mà em động thai là do em nhảy. Em là giáo viên nhảy múa. Dạ, lúc mà có em bé là em còn đang dạy múa cho thiếu nhi á. Thì em nhảy quá trời nhảy luôn. Em nhảy nhiều lắm. Xong kiểu như là bị động thai cũng lớn, cũng 10%.
Xong rồi cái lúc đó là sợ quá, xong có bắt đầu mà giảm hết tất cả mọi thứ xuống và nghe lời bác sĩ. Lúc đó là tháng thứ mấy? Dạ lúc đó là cũng tháng thứ 3, thứ 4 gì đó. Phát hiện ra là động thai á, là chồng không cho làm gì, mà bố mẹ chồng gọi vô cũng không cho làm gì, bố mẹ em gọi tới cũng không cho làm gì luôn. Kiểu như mình cũng hơi chán nản đó chị. Cái lúc mà không được ăn gì nữa hết á, cái lúc mà giảm ăn lại á, bực bội không? Bực chứ chị. Quạo không? Quạo. Chửi không? Không dám chửi. Tại vì đúng, phải giảm thôi, không dám chửi nhưng mà quạo hả? Có quạo nha. Rồi làm sao để bớt quạo? Em ăn nhiều cử. Nhưng mà mỗi cử em ăn chút chút, với lại em bắt đầu ăn hạt á. Thế rồi ngoài cái việc mà mình cần phải giảm ăn lại, giảm hoạt động lại, thì nó còn có cái vụ án nào nữa không trong cái thai kỳ của mình? Trời, nhiều lắm trời. Nhưng mà nói chung là vui. Tại vì thật ra là ở trong cái tháng thứ 5 của thai kỳ á, gốc của em là làm YouTuber Kid. Dạ, thì mấy em bé biết em nhiều lắm. Đợt đó là em được nút vàng YouTube. Thì công ty mới tổ chức cho em một cái buổi fan meeting rất là lớn. Nhưng mà trong cái buổi fan meeting đó là em phải nhảy. Em phải nhảy những cái bài của Blackpink. Tại vì em là bling bling á. Em là fan của Blackpink. Rồi xong em cover lại mấy cái bài đó. Mà bữa đó là có tới khoảng gần 500 bé, cho nên là em phải nhảy lại. Thì em cũng sợ, là tại vì mình đã động thai trước đó rồi. Cho nên là trước cái ngày diễn ra fan meeting á, em mới nói với lại em bé là Ni ơi, cho mẹ nhảy ngày hôm nay nha, mẹ chỉ hoạt động nhiều một ngày đó thôi, rồi xong sau đó mẹ sẽ dưỡng lại này nọ kia, con hợp tác với mẹ nha. Và rất là vui là cái ngày hôm đó là không có gì xảy ra hết với em bé, mọi thứ nó rất là trôi chảy, cho nên em rất là tin vào cái chuyện thai giáo á mấy chị. Thực ra về căn bản nó không phải là niềm tin hay không tin, mà căn bản là nó có cơ sở khoa học và nó là cái diễn biến mang tính quy luật. Thì đúng là cái kết nối giữa mẹ và con thì nó thực sự là một cái kết nối có thật mà. Nói chung là trong cái thai kỳ của em á, ngoài cái chuyện ăn nhiều ngủ nhiều, còn được tặng quà và còn được làm những cái điều mình thích nữa. Cái hành trình mang thai nó suôn sẻ, nó vui vẻ. Bây giờ tới lúc đi đẻ nè. Dạ, thật ra thì em đẻ là em chờ đâu đẻ cũng đâu khoảng 21-22 tiếng em mới được đẻ. Là coi như gần một ngày một đêm trọn vẹn. Dạ, đúng chính xác. Sáng ngày hôm đó là chồng em đi làm. Sáng bữa đó là đã bị gò rồi chị. Nhưng mà bác sĩ dặn là chừng nào mà ra dịch rồi xong rồi gò phải nhiều thì mới bắt đầu hay đi bệnh viện. Nhưng mà tới tầm đâu khoảng 11 giờ vậy đó là bắt đầu nó gò nhiều hơn. 15 phút gò một lần mà gò rất là đau luôn. Thì em nhắn cho chồng, em sắp đẻ rồi chồng ơi. Chồng em là ngay lập tức chạy về luôn. Thì chạy về vừa mới thấy mặt chồng em là em đau hơn nữa chị. Là vừa mới thấy mặt chồng em là em đau hơn nữa chị. Là em bắt chồng em chở em lên bệnh viện liền. Là chồng em chưa kịp thay đồ, chưa kịp gì hết, em vừa thấy mặt chồng là em bắt chở đi bệnh viện liền. Vừa thấy mặt chồng em muốn đẻ luôn. Thật sự em vừa thấy mặt ổng muốn đẻ liền ngay lập tức. Là em có dấu sinh thiệt, cho nên em nhập viện luôn lúc 2 giờ chiều. 2 giờ chiều ngày 18 tháng 10, tại vì ngày hôm đó sinh nhật bố em. Cho nên em nhớ rất là kỹ là ngày hôm đó em nói là trời ơi, con em mà nó ra cùng ngày sinh nhật với bố em nữa thì sẽ rất là vui á. Mà tại vì con em cùng con giáp với bố em nữa, cái kiểu như trời ơi rất là mong chờ, mình nôn gặp con luôn. Nhưng mà lúc đó là em mới mở có 3 phân thôi. Từ cái lúc mà 2 giờ chiều ngày 18 cho tới rạng sáng ngày hôm sau em cũng chỉ mở được có 4 phân thôi. Có nghĩa là em nằm chờ mà nó đau vô cùng luôn á, đau đớn kinh khủng luôn á chị. Hoặc là do là chưa bao giờ mình trải nghiệm cái chuyện đau đó. Vậy là cái lần đó mình cảm thấy rất là đau luôn. Kiểu như em cứ đòi phải chích cái gây tê màng cứng liền. Nhưng mà chưa có mở đúng phân cái người ta không chích. Gần sáng là tầm 9 giờ, tầm 8-9 giờ gì đó. Lúc đó là tầm khoảng 5 phân mấy rồi người ta mới bắt đầu chích cho em. Chích cho em xong cũng chưa được đẻ nữa trời. Có nghĩa là cái ca ekip bác sĩ cũ người ta đi về rồi, cái ca mới người ta tới. Cái kiếp trực giao mới bây giờ em còn chưa đẻ được nữa. Nhưng mà cái lúc mà giao ca tới thì có một bé bác sĩ là chung trường cấp 3 với em. Ảnh trực cấp cứu. Thì tại vì anh đó là con trai nữa, nói chung là cũng ngại. Xong tự nhiên cái đến một cái tin là chắc là phải cho em đẻ. Nhưng mà bác sĩ đỡ đẻ của em bị bệnh rồi, không có tới được. Là bây giờ chỉ còn có ảnh thôi. Sớm không bệnh, bệnh ngay trễ không bệnh, để rồi có một cái cuộc đi đẻ như thanh xuân vườn trường ở đây. Rồi ảnh đỡ thiệt hả? Ảnh đỡ cho em luôn. Wow ơi. Mà thiệt sự tới lúc đó đau lắm rồi, chỉ muốn đẻ thôi chứ còn ngại ngùng gì nữa. May mà không phải cờ rớt hồi xưa đi học. Trời ơi, tôi nói hồi xưa đi học mà cờ rớt ổng nữa một cái. Rồi bây giờ ổng đỡ đẻ, tôi nói bao vui. Thật sự luôn, nhưng mà có hai người trực. Nhưng mà lúc đó là em, mặc dù em ngại, nhưng mà ảnh nói là bây giờ mày muốn tao đỡ hay là bác kia đỡ. Ôi, nói vậy là còn được, ai giờ em muốn anh đỡ. Xong cái em nói luôn là ôi, em tại vì cái khúc này nó cũng căng thẳng thôi. Mà gặp người quen thì mình sẽ dễ tin hơn á. Cái nói thôi anh đẻ, cái nó không thôi tao không đẻ mày đâu, tao không đỡ cho mày đâu. Tao cũng ngại, cái nó ủa anh khám nãy giờ anh ngại gì nữa. Anh khám nãy giờ anh ngại gì nữa. Sao cái
sao? Xong cái ảnh cũng phải đỡ cho em thôi. Nhưng mà do là em mở rất là nhiều phân rồi nhưng mà em không có bể ối, em không bể ối. Cái cuối cùng là phải lấy một cái cây siêu dài chọc ối thì em mới đẻ được. Chồng em nhìn chồng em đổ hết mồ hôi lên trời. Chồng em kiểu xanh xám mặt mày. Không ngờ làm sao mà có cái chuyện lấy cái cây chọc được rồi bể cái nó ối ra đây. 12 giờ thiếu 10 đó, 11 giờ 50 vậy đó. Em xin em nghe tiếng khóc của em bé là chồng em khóc theo luôn. Không chừng cái tiếng ổng khóc lớn hơn tiếng con em. Xong cái lúc mà em đỡ ra nó ào ra một cái là em đã có rất là vui nhẹ nhõm mà em vừa mới kịp thở thôi. Em quay xem thấy em khóc trời. Xong em chưa khóc luôn á chị. Cái em nói ủa gì kỹ vậy ta? Khóc này nó bị sai sai gì. Em diễn tả lại cái cảnh chồng em khóc đi. Khóc mà nước mắt lặng lẽ rơi hay là khóc hu hu hu. Không, cái động hình, cái động hình khi anh đúng khóc rồi, khóc là anh nắm tay em vậy chị. Ông không có dám nhìn xuống. Tại vì có rất là nhiều người nói là không được nhìn xuống. Tại vì nếu như mà nhìn xuống là sẽ bị ám ảnh cả đời. Cho nên ông cứ nhìn nè. Xong cái ông nhìn vô bụng em cứ trời đất ơi em chịu khóc. Ủa sao những cái 2 phút vậy. Tự nhiên con khóc xong đây khóc mà lẽ rồi. Em nghĩ là em phải là người khóc. Xong cái em thấy ông khóc cái em mắc cười quá. Rồi thì cũng phát cười thì cái em nói ủa sao tự nhiên cái khóc rồi cái ông thôi. Giống như là bị phát hiện á chị. Tại sao thế đó? Em nói người ta mới quê á. Nhưng mà em thấy mắc cười chị chú khúc rất kỳ ghê. Tại lẽ ra người ta đã được khóc một cách rất là chân chính. Đúng rồi. Lẽ ra người ta đã được trọn vẹn cảm xúc rồi. Con bé này kỳ ghê. Thôi nhưng mà em mắc cười. Rồi sao rồi có da kề da với em bé không? Có. Em da kề da với con em. Lúc đó em thấy con sao? Lần đầu tiên mình thấy con nè. Trời ơi cái này em không kể với ai hết. Em chỉ kể với hai chị thôi đó nha. Trời ơi cái này không kể ra hết, em chỉ kể với hai chị thôi nha. Em không kể với ai nghe đâu, em không có bao nhiêu người nghe đâu. Toàn nước Việt Nam biết. Nhưng mà thật ra là cái suy nghĩ này nè, em chưa có nói với ai hết. Tại vì lý do là con em nó da nó đen quá, nó ngâm quá. Với lại cái lúc mà mới sinh em bé ra nó hơi ngoan quá chị. Thì nó sẽ không có giống như là những cái hình ảnh trong mạng. Mặc dù là mình ôm con là mình rất là thương luôn á. Mình hạnh phúc lắm rồi. Mình rất hạnh phúc nhưng mà mình kiểu vẫn thắc mắc. Ủa? Lẽ ra là nó phải giống trên mạng mới đúng, có nghĩa là phải căng tròn nước đi. Em yên tâm đi, nhiều khi em ngồi ủa tại sao nó chưa giống một em bé nào đó, hoặc là tại sao nó chưa giống một thành viên nào đó trong gia đình là còn đỡ. Tại vì đã có bà mẹ ngồi ở cái ghế này và sao con em nó giống con khỉ. Cô thương tụi con ở cái giây phút chào đời quá tụi con. Đã có quá nhiều sự hiểu lầm giữa phụ huynh dành cho các con. Quá nhiều sự đổ vỡ. Em nghĩ là mọi người cũng không nên sell hình của mấy bé trên mạng về. Có nghĩa là mọi người đừng có tưởng tượng cái gì hết đó. Mọi người cũng đừng có nhìn mấy bé đó sớm quá. Mình đổ vỡ. Mình cứ đẻ ra mình nhìn luôn con mình. Rồi xong mình chụp nó luôn. Rồi sao? Sao cái giây phút mà hơi hụt hẫng nhẹ đó. Thì em vẫn rất hạnh phúc chị. Thì lúc đó là có mẹ chồng em vừa mới bay vô. Mới bay từ Hà Tĩnh vô. Thì có mẹ ruột em. Thì kiểu như mẹ ruột em trong em bé trội kiểu như là thấy cháu á, thương á. Cái em đi tắm chị. Em đâu có biết là mới đẻ xong đâu được tắm đâu. Mà tại vì mẹ nghĩ là chắc em còn mệt em không đi tắm đâu. Em đi tắm luôn. Em vừa mới tắm ra trời mẹ chủ. Là sinh mấy ngày rồi? Mới sinh chị. Là trong cái ngày đó luôn hay là qua được ngày hôm sau? Trong ngày đó luôn. Trời tôi muốn tuột ghế với bà này ghê trời. Nó rất là khỏe đó. Ủa không. Ủa có nghĩa là mẹ em còn sức em đi tắm được luôn á hả? Em da kề da với em bé tầm khoảng nửa tiếng gì đó. Xong rồi em đưa xuống dưới là bà ngoại chơi với bé. Thì em thấy không ai quan tâm tới em đi tắm. Chứ để dơ chị. Với lại thật ra là em còn thuốc tê. Tại vì ngay lúc đó mà. Nhanh lắm rồi sao, rồi sao, rồi sao? Dạ rồi thì em tắm xong em bị mẹ em chửi quá trời. Đúng rồi, đại nè ta biến rồi đúng rồi. Rồi mẹ em chửi quá trời luôn. Cháu tại sao đi tắm. Không mà em vẫn ăn. Thì con tắm cho sạch thôi chứ lỡ rồi con nó bú rồi xong rồi này vô hôi này nọ kia nữa. Là trời ơi không được tắm là cái này nó kêu quá trời luôn. Xong cái em vẫn chưa tin chị, em nói nhưng mà con lỡ tắm rồi. Cái em lên giường em nằm vậy thôi, xong cái hồi kêu y tá vô, mẹ em kể. Cái cô y tá nói em làm vậy là không được. Sức khỏe của em bắt đầu phân tích ra này nọ kia, cái em thấy ủa mình cũng hơi sai. Sau khi mà cái cô y tá đó nói em mới thấy đau chị. Cái hạ ý thức của mình nó trỗi dậy. Đúng rồi. Sực nhớ là mình phải đau chứ. Lẽ ra chỗ này là mình phải đau nè. Dạ, cái đau luôn. Đó thì xong cái tự nhiên cổ mới nói nên em làm vậy là cái vết khâu của em nó sẽ bị ảnh hưởng, nó bị lờ tại vì nó chưa có dính mới khâu xong mà này nọ kia. ABCD đó cái em. Em hiểu. Nhiều khi nó nhiễm trùng lúc nữa đau, em. Lúc đó mới đau. Nó nhiễm trùng nữa, tại vì bản thân cái nước tắm ở nhà vệ sinh có thể là nó sạch nhưng nó không phải là nước vô trùng. Dạ. Cho nên là đúng thật là nguy hiểm thiệt đó. Xong rồi cuối cùng vô là mấy cô cũng phải vệ sinh lại này nọ lọ chai cho em. Vậy em tắm xong em im, tự nhiên em tắm xong em đang kêu chỗ mát quá nội ơi nữa. Chỗ mát quá nội ơi. Ôi ơi.
thì em mới bị chửi đó chị, chứ mà em tắm xong mà em đi ra em im thì chắc cũng được. Mà may mà em nói để y tá đâu còn vô kiểm tra rồi vệ sinh rồi lại không mệt nữa, thôi đằng nào cũng lỡ rồi. Rồi nè, cái giai đoạn nè, mẹ chồng ở Hà Tĩnh vô, rồi bà ngoại cũng chăm, nói chung là bà nội bà ngoại cùng chăm, chắc chắn là sẽ có mâu thuẫn. Xui gia nội chiến hả? Xui gia nội chiến. Không, xui gia không có nội chiến với nhau, nội chiến với em. Vậy trời ơi, nhưng mà chị biết sao không, thật ra là vậy nè, em thôi em về nhà em ở thì mẹ chồng em sẽ là sáng nào cũng tới, rồi xong tối đi về. Mẹ chồng em sẽ lo những cái chăm cho con, hay là tại vì em hút sữa thì mẹ để cho cháu, bà chơi với cháu á, rồi xong rồi bà sẽ nấu nước cho em tắm. Còn mẹ ruột em thì vẫn đi làm, cho nên là mẹ ruột em lo về phần ẩm thực nấu ăn. Bây giờ em kể chuyện mẹ ruột em trước. Trước khi mà em sinh á, mẹ sale về nguyên một cái album các cái thực đơn. Nhưng mà tới lúc mà em sinh xong á, mẹ nấu là có mấy món. Ủa sao vậy, sao cái khâu chuẩn bị nó cồng kềnh? Không có thời gian đâu. Mẹ không có thời gian nấu, nhưng mà kiểu như là em thấy mẹ chuẩn bị rất nhiều. Có nghĩa em nói ủa sao chị mày cứ ăn đi ăn lại mấy món này, và mình cũng hơi chán á. Tại vì mới sinh xong em cũng kiểu dễ quạo á, kiểu trong người cũng có nhiều cái bức bối á. Nhưng mà em cũng không dám nói trực tiếp với mẹ, tại vì thấy mẹ cũng tội, mẹ cũng đi làm mà. Rồi xong mẹ cũng chăm á, mẹ cũng nấu kỹ quá trời luôn. Thì em nói với chồng, chồng nói lại với mẹ thì mẹ cũng thay đổi. Thương bà ngoại. Thương bà ngoại, thật sự rất thương bà ngoại luôn. Còn về phần bà nội á, bà nội thật ra là tại vì bà nội là ở quê, và bà nội đã chăm cháu rất là giỏi rồi. Cho nên là khi mà bà nội vào đây thì bà nội nghĩ là à, em chắc sẽ được chăm con giống như là hai cái bé kia. Nhưng mà không, em sẽ chăm một kiểu khác. Kiểu như là em sẽ không có bế ru. Em không thích bế ru, tại vì bế ru sẽ tạo nên nhiều cái thói quen sau này á. Thì em sẽ quấn em bé lại, xong rồi cho em bé tự ngủ. Bà hỏi tại sao quấn? Thì em có giải thích không? Em giải thích mà. Em đọc sách xong em giải thích kỹ lắm, nhưng mà tại vì bà cảm thấy là cái đó nó cũng không thuyết phục bà lắm. Rồi xong cái bà mới hỏi là ủa tại sao lại phải ngủ máy lạnh? Tại sao ngủ máy lạnh mà không cho đắp mệt? Và tại vì em đã quấn con rồi thì con em sẽ không thể nào lạnh được, thì bà mới hỏi vậy. Rồi xong bà lại tiếp tục tại sao lại hút sữa? Mà mẹ chồng em là rất hiền rồi đó, nhưng mà em mới sinh xong em cũng nghe em cũng khó chịu. Em là cơ địa em không có phải là cơ địa nhiều sữa như là các mẹ khác, cho nên là em phải cố gắng kích sữa để cho con có đủ sữa cho bú á. Mà bà cũng cảm thấy không vui về cái chuyện hút sữa đó. Bà kiểu như là em cứng nhắc quá, em không thương con, em không thương con cho nên là em mới không có cho con bú. Em thấy em bị đau cho nên em không cho con bú. Nhưng mà thật ra là không phải là như vậy. Rồi xong chưa kể đâu mẹ em nữa, mẹ em nha, còn chơi con em sao mà ốm vậy trời. Sao mà hả, cái thằng bé kia mới đẻ ra là hả 3 ký mấy, nó sẽ sụt cân sinh lý rồi sao nó lên lại. Nhưng mà con em nó không lên. Mẹ em bắt đầu so sánh, kiểu em tức lắm luôn, nhưng mà cũng là em cũng đâu nói được với mẹ em. Em nói chứ chỉ chồng em. Mà có điều em không có được may mắn lắm ở cái đoạn này nè, là cái đoạn là mới đẻ xong mới có mấy tiếng đồng hồ lết đi tắm. Em hiểu cái cú đó không? Cái cú đó là sai hoàn toàn. Cái cú đó nó nguy hại ở chỗ này nè. Bây giờ yếu tố sức khỏe là chị không bàn rồi, nhưng trời ơi, tự nhiên em bày ra trước mặt những cái người lớn, những cái người đã đi qua sinh nở, một cái bằng chứng rõ ràng là mình không biết gì về chuyện sinh nở hết. Em hiểu không? Cho nên bây giờ sau đó hàng loạt những cái nỗ lực của em là nó không hề sai, nhưng người ta bị ghim, người ta bị ghim cái hình ảnh kia. Thế là người ta mặc định là cái con bé này nó không có biết cái gì hết. Thành ra bây giờ sau đó em làm cái gì đối với họ, họ không nghi ngờ và họ không tin em. Có thể chị. Bao nhiêu thời gian thì bà được thay đổi nhận thức? Chắc phải là sau lâu lắm. Tại vì lý do là bà chăm hết 1 tháng là bà đi về rồi. Sau 3 tháng thì em ra ở riêng, thì bà vô thêm một lần nữa, thì lúc đó là bà mới cảm thấy là hợp lý. Nhưng mà trong cái giai đoạn mà mẹ chồng chưa hiểu, thì lúc đó em phải giải tỏa cái áp lực của mình vào ai? Chồng em ấy, em chửi em luôn chị. Chửi luôn hả? Mỗi lần mà em nhìn chồng em là em sẽ nhớ tất cả những cái câu mà mẹ chồng em nói. Rồi sao? Rồi em nói cái gì với người ta? Em mệt lắm, em khó chịu lắm. Bây giờ ha, bây giờ anh là em đi, rồi xong anh đang kiểu hút sữa, xong rồi nghe mẹ nói Vân không có sữa, em không cho anh trả lời luôn. Em nói xong rồi cái em đi ngủ. Anh khó trả lời. Chứ em nghe lại em mệt chị. Thật ra chị nghĩ là anh cũng có bị trầm cảm sau sinh đó. Không, sao mà ảnh trầm được chị? Được chứ, giờ cứ nghe chửi vậy mà cái câu chuyện nó không được chứng kiến. Mà em có cam đoan tới ổng nữa mà chứ. Em có cam đoan rằng là một ở một cái thời điểm nào đó thì mẹ chồng em cũng sẽ nói với ảnh y chang những cái câu mà mẹ chồng em nói với em, nhưng mà ở theo một cái mệnh đề khác, không theo kiểu nó lì lắm mẹ nói mà nó không nghe, tại sao nó không cho con nó bú đi mà nó phải dắt sữa. Em có tin là chồng em cũng nghe những điều như vậy từ mẹ chồng không? Em nghĩ là có. Rồi bây giờ vừa nghe xong chưa kịp tỉnh hồn, vô phòng xếp đồ phụ vợ nói tiếp thêm chập nữa, rồi cái đi ngủ. Ổng trầm cảm sau sinh chắc
Về hỏi đi, về hỏi nhưng đi. Nhưng mà thôi cũng cảm ơn bạn này là bao nhiêu cái bực tức, bao nhiêu đã cái nỗi lòng. Bạn này nói ra chứ nếu mà bạn này mà giấu vô trong người thì nó sẽ rất là dễ xảy ra tình trạng trầm cảm, mà trầm cảm trầm trọng luôn á. Dạ. Thì thật ra là em cũng may là mấy mẹ thì cũng hiền á, mấy mẹ hiểu, nhưng mà là do mấy mẹ không quen cái kiểu mới. Đúng này. Rồi, cách biệt thế dạ. Này. Nhưng mà cũng hơn là có chồng á. Kiểu đúng chắc đúng là anh trầm cảm thiệt cái gì. Đúng là anh trầm cảm thiệt cái gì. Đó giờ mới chịu ý của tôi. Đúng không? Thì giờ em mới nhớ lại cái tấm hình mà thôi nôi. Tại vì hôm nay là em biết em đi quay với mấy chị, cho nên là em coi cái tấm hình đầy tháng á. Đầy tháng luôn rồi, mới một tháng luôn. Anh già hát luôn á chị. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi. Mà em up lên xong mà em đọc comment ở dưới, hôm qua rảnh đọc lại rồi, người ta kêu mới có một tháng mà nhìn ông ấy khác vậy. Mà đúng là hát thiệt. Anh lúc mà mình có bầu á, cái ảnh tặng iPhone cho mình, rồi tới cái lúc mình bị suy chết á, anh có tặng cái. Có, trời trời, sao em quên kể cái này ta. Có, anh tặng em một cái, anh đổi cho em một cái. Trời ơi, cái này em có quay clip lại. Em dặn anh đi mua đồ cho con em dặn anh đi mua kiểu chai sữa tắm này nọ kia. Xong rồi cái anh cũng mua sữa tắm này nọ kia về. Xong anh đưa thêm cái hộp giày nữa chị. Thì anh đưa cho em cái hộp giày, tại vì em rất là thích giày sneaker, em là dân chơi giày. Đôi nào ra em cũng muốn mua hết trơn á, thì em nghĩ chắc là anh tặng mình đôi giày nó cũng tâm lý, cũng hợp lý. Em mở ra nguyên cái điện thoại luôn chị. Trời ơi, em đang hút sữa là sữa nó ào ào ào. Em ơi, hưng phấn của nó ảnh hưởng đến sữa của em luôn. Các bạn, một trong những cách để sữa về nhanh chóng là nhớ tặng điện thoại mới. Bình thường là em hút sữa đâu có tới 1 lít rưỡi dữ vậy. Ngày hôm đó là phải hơn 1 lít rưỡi luôn, cỡ lít 8. Ôi trời ơi. Một cái điện thoại tăng 300ml sữa. Dạ, bây giờ thì em không biết tại sao, như con em 2 tuổi là nó đã hết sữa từ cái lúc mà em 17 tháng rồi. Nhưng mà bây giờ em vẫn chảy sữa. Bây giờ em có muốn sữa về nhiều không? À, đặt điện thoại nữa hả chị? Ừ. Em ơi, để đứa thứ hai. Em nghĩ đúng chị. Trời ơi, chính xác. Tính ra là trong giai đoạn mà bút lịch là ổng là cái người mà phải mặc cảm á. Dữ ti á, chứ phải bà này. Đó, hiểu bút lịch chị Lan nói không? Bút lịch gì chị? Đó. Bút lịch đó là một cái thuật danh ngữ. Tử, một cái thuật ngữ riêng của Chat với Mẹ Bỉm Sữa, đó là dành cho cái giai đoạn mà hai vợ chồng quay trở lại với cái thời kỳ mà sinh hoạt vợ chồng á. À dạ. Rồi sau mấy tháng thì bút lịch, ai bút? Em thấy tội anh quá cho nên em bút. Thấy chưa? Trời, em không biết sao nha, chứ em cũng có một cái miếng hứng thú này luôn á chị. Chút cũng không luôn á, em không biết là ai, mọi người sinh xong mọi người có bị không nha. Không, đa số em nói thẳng thừng ra là tử cung mình nó giãn ra nhiều quá rồi. Dạ. Mình mệt rồi, cái thời gian mà phục hồi của mình nó cũng chưa có nhiều. Dạ. Cho nên là lúc đó là chỉ lo là bỉm với sữa, rồi áp lực từ những cái chuyện đó, cho nên là mình không có mảy may về những cái chuyện mà tình cảm đó. Dạ. Nhưng mà tới 1 năm sau em mới bút lần. 1 năm. Trời ơi, em tội nghiệp người ta mà tới 1 năm lận đó hả? 1 năm sau mới tội hả chị? 1 năm sau em mới thấy tội. rồi bây giờ con 3 tuổi mới phát hiện chồng trầm cảm sau sinh. em thấy thương anh quá cho nên em mới cho đại. Dạ. Trước thực ra là chưa có thật sự là dạ không, chưa có thật sự thích thú lắm. Dạ. Nhưng mà em có chia sẻ điều đó với ảnh không? Dạ có. Ảnh mỗi lần mà ảnh comment vô một chút thì ảnh mới nói cho em biết, cái đó em mới thấy tội quá thì em mới ấy thôi. Cái này là cũng cần phải để ý tí xíu với các anh chồng ha. Không, thực ra thì cũng nên lưu tâm ở đây không nghĩa là mình cố quá, ép quá quan trọng mình. Cái việc đó quá. Dạ. Nó đòi hỏi một cái sự gọi là một cái sự giải quyết đó. Thực ra là cần giải quyết, bởi vì nó là một trong những cái chất liệu quan trọng của đời sống hôn nhân mà. Thế thì bây giờ ví dụ trong trường hợp mà em không có cảm giác, em không có hứng thú, bản thân ảnh thì rõ ràng là ảnh có rượu vô thì ảnh mới dám nói. Điều này tức là nó là một vấn đề cần được nhìn nhận, cần được giải quyết, cần được cải thiện. Và nếu như em nói không, em không có nhu cầu cải thiện chị này, thực ra chuyện đó nó nguy hiểm nha. Nếu như mà em nói không, em không có muốn cải thiện thì thực sự chị cần phải cảnh báo đó. Nhưng mà em cải thiện. Đúng. Mà chị tin là em cải thiện. Với cái nết này là cải thiện. Trời ơi, hôm nay một cái câu chuyện rất là vui. Sau khi đã xong rồi, thứ nhất là không tắm rồi. Cái thứ hai nữa là niềm tin lại đúng không? Đúng rồi. Cái thứ hai nữa là mẹ chồng em với lại cả mẹ em đều biết cái nết của em rồi. Rồi vậy nhắn đi. Không, nhắn đi. Chương trình đó. Nhắn cho các mẹ liền là dạ. Không, ý con bữa đó con tắm là không phải con không biết gì đâu. Dạ. Con coi mọi người có quan tâm con hay không đó. Đó. Mẹ Điệp ơi, đó là câu nói con muốn nói đó. Con thấy... là trời. Thật ra là con thấy là trời. Tại vì nó hơi dơ cho nên là con tắm sơ. Để coi mẹ có quan tâm. Để coi mẹ có con quan tâm. Rồi chương trình mến cung ghê. Nhưng mà mẹ quan tâm con cho nên con rất là vui, và con sẽ rút kinh nghiệm ở đứa thứ hai, đứa thứ ba con sẽ không tắm sau sinh nữa. Rồi bây giờ tới đứa thứ hai nè, sắp sửa đứa thứ hai, cũng muốn nhắn gì nữa không? Tại vì cả hai mẹ Hương với mẹ Điệp đều biết là con hơi lì, với lại cả con cũng có những cái quan điểm
nuôi con theo kiểu của con á, cho nên là dù hai mẹ đã biết rồi với bé My, cho nên là với hai bé sắp tới hai mẹ hãy chịu ý của con. Cảm ơn hai mẹ nhiều. Mình có nhắn chồng không? iPhone 13 flip gì đó, Samsung đồ cái vậy hả chị? Nhắn luôn nhắn. Nhưng mà em sợ là tới cái lúc mà em đẻ đứa thứ hai cái nó bị lỗi thời. Không thì em cứ em để trống cái thương hiệu cái, em nghĩ là nếu như mà em cấn bầu đứa thứ hai thì nó sẽ là Samsung, nhưng mà đẻ xong đứa thứ hai thì nó phải quay ngược lại iPhone. Đứa thứ ba thì mình sẽ làm một cái nhánh mới kiểu Oppo hay là gì gì đó. À không không, xin lỗi, làm lại chị, em làm lại nha. Chồng ơi, nhà mình vẫn đang ở thuê. Em đẻ đứa thứ hai em nghĩ là cần 3 phòng ngủ thì nó sẽ rất là kiểu như là thoải mái cho cả bé đầu rồi xong kể cả chúng ta nữa, rồi mình đón bà nội vô để chăm nữa, cho nên phải 3 phòng ngủ, 2 toilet, 102m², đường Bến Vân Đồn. Cảm ơn anh nhiều. Tôi đang nhảy số trong đầu là bà này bà đẻ khoảng chừng có 5 bé, chắc nhà bà thành cái siêu thị điện máy năm hay là 5 căn nhà đó.